Cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela có tên khai sinh là Roli Lala, có nghĩa là kéo cành cây. Cho đến khi đi học, một giáo viên mới đặt cho ông cái tên Nelson Mandela, và đó được dùng cho đến tận bây giờ và cả thế giới biết đến. Không chỉ sở hữu một cái tên rất bình dân, cố tổng thống Nam Phi còn có một sở thích cũng vô cùng bình dị. Cháu gái ông, Nileka Mandela, cho biết món ăn yêu thích của ông Nelson không phải món gì cao sang quá mà chỉ là món lòng bò. Tại bữa tiệc sinh nhật gần nhất của cố tổng thống, các thành viên trong gia đình đã cùng nhau ăn món súp ngô và lòng bò. Trước khi những cống hiến của ông được dân tộc và thế giới thừa nhận, ông đã phải ngồi tù gần 30 năm và từng bị chính phủ Nam Phi gọi là kẻ khủng bố hay kẻ phản bội. Những năm 1968 và năm 1982, ông bị giam giữ trên đảo Roppen. Ở trên đảo, ông và các tù nhân khác phải lao động khổ sai ở một mỏ đá vôi. Trong khoảng thời gian đó, một năm chỉ có một người được đến thăm ông. Để liên lạc với người thân, ông chỉ có thể viết thư hoặc nhận thư 6 tháng một lần. Mặc những hạn chế về thông tin liên lạc, ông đã tổ chức các cuộc biểu tình trong nhà tù và dẫn dắt các phong trào chống phân biệt chủng tộc đi đến thành công. Ngoài nhiều giải thưởng mà Nam Phi trao tặng cho ông sau này, vào năm 1993, ông Mandela đã được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Không chỉ vậy, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố lấy ngày 18 tháng 7 hàng năm là ngày Mandela để tôn vinh những đóng góp của nhà lãnh đạo Nam Phi cho hòa bình thế giới. Cố tổng thống cũng nhận được nhiều bằng danh dự từ các trường đại học trên thế giới.